Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sau 2 ngày thăm chính thức Đại Công quốc Luxembourg vào 17 giờ ngày 10 tháng 12 theo giờ địa phương, chuyên cơ chở Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới sân bay quốc tế Schiphol, thành phố Amsterdam, bắt đầu thăm chính thức Vương quốc Hà Lan theo lời mời của Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte. Dự kiến trong chuyến thăm chính thức Hà Lan, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ có các cuộc hội kiến, hội đàm, gặp các nhà lãnh đạo Hà Lan gồm Hoàng hậu Hà Lan, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte, Chủ tịch Thượng viện Hà Lan, Chủ tịch Hạ viện Hà Lan, tiếp các thị trường các thành phố lớn của Hà Lan, thăm các cơ sở kinh tế lớn như khu công nghệ, cảng biển, dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam Hà Lan và chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác giữa hai nước, gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hà Lan. Chuyến thăm Hà Lan của Thủ tướng Phạm Minh Chính góp phần củng cố, tăng cường, làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam Hà Lan, trong đó thúc đẩy hợp tác phát triển các lĩnh vực mà Hà Lan có thế mạnh, Việt Nam có nhu cầu như kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo, chống biến đổi khí hậu. Ngay trong sáng nay, 11 tháng 12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm khu công nghệ cao Brainport ở thành phố Eindhoven, tỉnh Bắc Brabant, Hà Lan, nơi được coi là thung lũng silicon của châu Âu. Khu công nghệ cao Brainport, thành phố Eindhoven, được thành lập từ những năm 1990, là khu vực nổi tiếng nhất tại Brainport, Eindhoven, nơi ra đời khoảng 40% các giải pháp thông minh mới của Hà Lan, quy tụ 230 công ty và 12.000 chuyên gia về mảng nghiên cứu phát triển đến từ hơn 100 quốc gia. Trung tâm sở hữu 45.000 m2, bao gồm phòng nghiên cứu, thử nghiệm, thiết bị công nghệ cao và các tiện ích khác. Tại Brainport, Eindhoven, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Brabant, lãnh đạo Brainport, Eindhoven và các tập đoàn kinh tế lớn tại đây. Phát biểu tại cuộc làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, gần 50 năm qua, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam Hà Lan đang phát triển rất tốt đẹp trên hầu hết các lĩnh vực. Do đó, có một số mô hình hợp tác có hiệu quả cao như hợp tác chống biến đổi khí hậu, hợp tác giữa tỉnh Bình Dương với thành phố Eindhoven, Hà Lan, tập đoàn Becamex và Brainport trong việc xây dựng, phát triển mô hình thành phố thông minh giữa tỉnh Bắc Brabant, Hà Lan với tỉnh An Giang, Việt Nam. Về quan hệ hợp tác trong thời gian tới, Thủ tướng cho biết, hiện Hà Lan có 3 mô hình hay mà Việt Nam cần được Hà Lan trao truyền kinh nghiệm, đó là mô hình airport hàng không, mô hình seaport cảng biển hàng hải và mô hình Brainport công nghệ cao đổi mới sáng tạo. Hà Lan từ một nước nông nghiệp trở thành một nước công nghiệp phát triển dựa vào đổi mới sáng tạo, dịch vụ thông minh. Hôm nay, lễ tang đồng chí Vũ Oanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị khóa 7, nguyên Bí thư Trung ương Đảng khóa 6 đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức trang trọng theo nghi thức lễ tang cấp nhà nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Phạm Minh Chính, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi vòng hoa viếng đồng chí Vũ Oanh. Đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng do đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội làm trưởng đoàn vào viếng và chia buồn cùng gia quyến đồng chí Vũ Oanh. Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tham gia đoàn viếng. Đoàn Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu. Đoàn Chính phủ do Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh làm trưởng đoàn. Đoàn Chủ tịch nước do Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân làm trưởng đoàn. Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến làm trưởng đoàn, cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, trung ương và địa phương đã tới viếng và chia buồn cùng gia đình đồng chí Vũ Oanh. Đồng chí Vũ Oanh tên khai sinh là Vũ Duy Trương, sinh năm 1924 tại huyện Bình Giang, Hải Dương, là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 4, Ủy viên Trung ương Đảng các khóa 5, 6, 7, Bí thư Trung ương Đảng khóa 6, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 7, phụ trách công tác dân vận của Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo 79 Trung ương, trưởng Ban Nông nghiệp Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Kế hoạch và Ngân sách của Quốc hội, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam, Chủ tịch Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam, Chủ tịch Câu lạc bộ Thăng Long, đại biểu Quốc hội các khóa 8, 9. Lời cảm ơn. Ban lễ tang nhà nước và gia đình đồng chí Vũ Oanh trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí lão thành cách mạng,
đại diện các cơ quan, ban bộ ngành đoàn thể ở Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy, lực lượng vũ trang nhân dân, đại sứ quán một số nước và tổ chức quốc tế tại Việt Nam, các cơ quan thông tấn báo chí, phát thanh truyền hình Trung ương và địa phương, bà con quê hương, xóm giềng, họ hàng, bạn bè gần xa đã gửi thư, điện chia buồn, đưa tin, gửi vòng hoa đến viếng, dự lễ truy điệu, lễ an táng đồng chí Vũ Oanh về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa Trang Mai Dịch, thành phố Hà Nội. Trong tổ chức lễ tang có điều gì sơ suất, xin được lượng thứ. Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Kết quả khảo sát mới nhất của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI cho thấy chỉ có khoảng 41% doanh nghiệp xuất khẩu đã từng hưởng lợi từ Hiệp định Thương mại Tự do Liên minh châu Âu Việt Nam EVFTA. Đa số các doanh nghiệp cho biết để có được ưu đãi là nhờ chủ động tìm hiểu, cam kết hoặc là được đối tác gợi ý, hỗ trợ tận dụng. Để được hưởng ưu đãi, có tới 34% doanh nghiệp cho biết nguồn cung nguyên liệu và chu trình sản xuất hiện tại đã đáp ứng quy tắc xuất xứ EVFTA. Chỉ có 13% doanh nghiệp là chủ động thay đổi, điều chỉnh để được hưởng ưu đãi này. Theo các chuyên gia thương mại, với các trường hợp doanh nghiệp chưa hưởng ưu đãi thuế EVFTA, lý do phổ biến là không đáp ứng quy tắc xuất xứ theo yêu cầu hoặc do đã hưởng ưu đãi thuế khác như hệ thống ưu đãi thuế quan phổ cập. Cũng có một số ít doanh nghiệp không được hưởng ưu đãi do không bảo đảm các yêu cầu về chứng từ, thủ tục khác liên quan, thậm chí là không biết về các ưu đãi. Sau Brazil, hiện nay Việt Nam là nước xuất khẩu cà phê lớn thứ hai trên thế giới. Kim ngạch xuất khẩu cà phê niên vụ 2021-2022 đạt khoảng 3,9 tỷ đô la Mỹ, là niên vụ có giá trị kim ngạch cao nhất từ trước đến nay. Tiếp tục tìm kiếm cơ hội hợp tác quốc tế và phát triển từ các hiệp định thương mại là nội dung của Hội nghị quốc tế ngành cà phê Việt Nam năm 2022 diễn ra vào sáng nay tại Hà Nội. Tổng quan năm 2021-2022, sản lượng vụ ước tính khoảng 1,7 triệu tấn, tổng diện tích vùng trồng khoảng trên 600.000 ha, tổng lượng xuất khẩu ước lượng khoảng 1,7 triệu tấn, tăng 13% về lượng so với vụ trước, giá trị xuất khẩu tăng 33,4%. 3 năm gần đây, chế biến sâu chúng ta từng bước phát triển, chế biến sâu và tiêu thụ nội địa. Trong cái chế biến sâu thì kim ngạch, tổng cái kim ngạch xuất khẩu chiếm khoảng trên dưới 15% so với tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê của niên vụ. Đây cũng là một cái đáng khích lệ cho chúng ta, tại vì tất cả các cái doanh nghiệp hoặc là doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp Việt Nam trong cái thời gian qua đã mạnh dạn đầu tư vào các cái sản phẩm chế biến sâu để tăng được cái giá trị gia tăng. Trước những biến động phức tạp trên thị trường toàn cầu, dự báo cung cầu của thị trường sẽ cân bằng lại, thậm chí cung sẽ cao hơn cầu. Nhiều giải pháp phát triển chế biến sâu cà phê được đưa ra thảo luận. Trong đó, bên cạnh việc nâng cao chất lượng cà phê, kiểu dáng, mẫu mã bao bì, cần thiết có cơ chế mở rộng số lượng doanh nghiệp trong khu vực này. Chúng ta phải tạo được cái hành lang pháp lý để cho các doanh nghiệp chế biến và chế biến sâu vào. Vì chúng ta biết rồi là tổng số doanh nghiệp đối với nông nghiệp chỉ có 15.400 doanh nghiệp, chiếm 1,62% trong tổng số gần 1 triệu doanh nghiệp đối với Việt Nam. Như vậy một cái khối lượng nông sản lớn như thế nhưng số lượng doanh nghiệp thì lại rất ít, chưa kể quy mô doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ thì chúng ta không thể đáp ứng được những thị trường khu vực quốc tế. Bên cạnh nâng cao năng lực chế biến sâu, cũng cần xúc tiến kêu gọi đầu tư vào công nghiệp chế biến sâu, hỗ trợ doanh nghiệp chế biến sâu xuất khẩu cà phê đào tạo nhân lực, xây dựng và hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường cà phê chế biến sâu, củng cố thị trường truyền thống về xuất khẩu cà phê EU, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc và phát triển thị trường tiềm năng ASEAN và Trung Quốc. Tháng 12 này, nhiều công trình giao thông trọng điểm trên cả nước đều đang tăng tốc để có thể hoàn thành các mục tiêu tiến độ của cả năm. Đặc biệt là với 4 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam sẽ phải hoàn thành trong năm nay. Tiến độ các dự án đang được gấp rút triển khai những công đoạn cuối cùng để kịp tiến độ. Ghi nhận của phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam. 360 máy móc thiết bị, hơn 700 công nhân chia thành 15 mũi, thi công liên tục 3 ca, 4 kíp một ngày trên tuyến đường dài 13,6 km. Công trường gói thầu số 10, dự án cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45, những ngày này sôi động hơn bao giờ hết. Thưa quý vị và các bạn, đây là dây chuyền thảm bê tông nhựa lớp trên cùng C12,5, một trong những công đoạn cuối cùng hoàn thiện kết cấu mặt đường đang được triển khai ở gói thầu số 10, dự án Mai Sơn, quốc lộ 45. Để đẩy nhanh tiến độ kịp thời hoàn thành vào ngày 31 tháng 12, thì nhà thầu đã huy động 4 dây chuyền thảm bê tông nhựa
rộng 9m và hệ thống thiết bị lưu hiện đại nhằm phục vụ cho việc thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng. Mai Sơn, quốc lộ 45 là một trong những dự án thành phần cao tốc Bắc Nam giai đoạn 1 đang bám sát tiến độ đề ra. Công trường đang hoàn thiện những công đoạn thi công cuối cùng. Hiện tại bây giờ trên công trường đang đẩy nhanh tiến độ thi công, động viên anh em toàn bộ công nhân viên là làm thông ngày thông đêm để đảm bảo 31 tháng 12 hoàn thành tuyến đường này. Chỉ mong thời tiết thuận lợi thôi. Cho đến thời điểm bây giờ, những cái khó khăn chúng tôi đã vượt qua. Đến giai đoạn này là giai đoạn cuối cùng để thi công cái mặt đường, là cái công đoạn cuối cùng để đưa công trình vào sử dụng. Thì hiện nay chúng tôi đã tập trung tất cả các nhân lực có kinh nghiệm để thi công, làm sao để chất lượng công trình, kỹ mỹ thuật để đáp ứng được theo yêu cầu của chủ đầu tư. Bên cạnh Mai Sơn, quốc lộ 45, ba đoạn cao tốc khác là Cam Lộ, La Sơn, Vĩnh Hảo, Phan Thiết và Phan Thiết, Dầu Dây là những dự án thông xe kỹ thuật ngay trong tháng này. Thiện cái chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ thì từ giờ tới hết tháng 12 thì Bộ Giao thông Vận tải khánh thành và thông xe kỹ thuật 4 cái đoạn tuyến của cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2017-2020. Hiện nay Bộ đang chỉ đạo các nhà thầu quyết liệt trên công trường để thực hiện cái chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên quan tới cái việc khánh thành và thông xe 4 đoạn tuyến này. Đến thời điểm này, Bộ Giao thông Vận tải đã giải ngân được gần 35.000 tỷ đồng, đạt khoảng 69,4% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao đầu năm. Riêng đối với 11 dự án thành phần giai đoạn 1 đã giải ngân được hơn 12.400 tỷ đồng, khoảng 77% kế hoạch. Dự kiến cả năm 2022, Bộ Giao thông Vận tải sẽ giải ngân được khoảng 97% kế hoạch.